Bài 2.5 công suất trong nhánh RLC. Thì trong nhánh RLC thì có 3 loại công suất, chúng ta đi nghiên cứu từng loại công suất một. Nhất là công suất tác dụng P. Công suất tác dụng P. Người ta gọi công suất tiêu tán trung bình trong nhánh P bằng RI bình là công suất tác dụng. Cái này trong cái bài 2.3 thầy nói khá là nhiều rồi. Đó. Thì ở đây người ta dịch ra đó là công suất tác dụng P nó có hiệu lực biến điện năng thành các dạng năng lượng khác và sinh công. Đơn vị là watt, ký hiệu là chữ V kép in ở vị kép in. Đó. Thì P là công suất tác dụng. Thì P này P in hoa nha. P này P in hoa, nhớ đến vị nhá, chữ P in hoa, P to này. Chung P nhỏ đâu. P nhỏ xíu xíu này. Thực ra P nhỏ viết nó phải P như này cơ mới đúng này. Nhưng đây chúng ta cứ lại P in hoa, nhớ nhé. Đó, P in hoa. Đó. Thế thì cái P này dựa vào cái tam giác tổng trở ấy, thì ta sẽ xác định là P. Đây P đây bằng R nhân Y bình. Thế thì dựa vào tam giác tổng trở thì ta vừa tính được rồi đấy, đúng không? Ở cái bài trước ấy, là chúng ta sẽ có R thì bằng gì? Z cos phi, đúng không? R này bằng Z cos phi. Đấy, nhân Y bình. Chưa? Thế Y tách thằng này là Y nhân với Z. Y nhân Z thì bằng U. Đúng không? Cái nhánh RNC nối tiếp ấy, thì chúng ta thấy là U sẽ bằng Y nhân với Z. Đó. Thì ta tách cái thằng Y này ra này. Y này ra này. Thành hai, một thằng là kết hợp với cái thằng Z thành U. Một thằng để nguyên đây. Còn cos phi vẫn vậy. Đây là U y cos phi chia nhỏ. À, U cos phi. Thì như vậy. Thế còn thằng cos phi này về nó được gọi là hệ số công suất. Hệ số công suất. Sau này ta sẽ có một bài liên quan hệ số công suất cos phi. Đấy chính là bài sau này, ngay sau bài 2.5 này, bài 2.6 hệ số công suất cos phi liên quan vậy. Thế chúng ta lưu ý là chúng ta có công thức, các công thức này nhớ này, các công thức tính P chúng ta bắt buộc phải nhớ. Đấy. Công thức chúng ta có công thức là P thì bằng RI bình là một công thức này. Đó. P bằng gì? UI cos phi là công thức thứ hai. Đó. Hoặc là có một công thức P bằng U điện áp trên R nhân với Y. Đó. Điện áp trên R nhé. Điện áp trên cái phần tử R nhân với Y. Đó. Được chưa? Nhân Y chạy qua nó hay là IR cũng được. Vẫn vậy. Thế còn thằng U này này. Ta lưu ý này. U này. Nó khác với thằng UR. Nha. Y này thì có thể là vẫn là một bởi vì Y là mạch mạch nối tiếp thì hai Y này có thể là gì? À, bằng nhau. Nhưng thằng U này khác này, U này U trên phần tử R nhá, điện trở R nhá. Đấy, giá trị ứng dụng của nó. Thế còn thằng U này là giá trị ứng dụng của U của toàn mạch. Tức là U trên cái R này, L này, D này. Đây. U đây. Đây trên này có cái thằng UR đây. U này này nó có giá trị hiệu dụng là U lớn này. UR này có giá trị hiệu dụng là U UR lớn này. Thì cái thằng U đây nó nằm đây là thằng này. Còn cái thằng U này là nó là thằng này. Đó, được chưa? Hai thằng nó khác nhau. Đó. Y thì trong cái mạch là cùng giống nhau rồi. Y thì mạch nối tiếp thì Y giống nhau, chạy từ đầu mạch đến cuối mạch cùng một dòng điện. Vì như vậy. Vậy ít nhất chúng ta sẽ có tạm thời thời điểm này chúng ta có 3 công thức để xác định gì? À, xác định công suất tác dụng P như vậy. Đấy. Q cos phi hoặc là RI bình hoặc là UR nhân IR. Đấy, chúng ta lưu ý vậy. Công suất tác dụng P. Trong phần 2, công suất phản kháng Q. Công suất phản kháng Q. Người ta gọi biên độ dao động công suất trong các kho
của các kho trong một nhánh ấy, là Q bằng x y bình phương là công suất phản kháng và đơn vị là VAR tức là var. Đó nên khả năng dao động năng lượng của các kho là lớn hay nhỏ. Trong trường hợp này chúng ta có hai kho là kho điện và kho tư. Quận cảm L và gì? Tiến dung C. Và vậy. Tương tự như vậy, dựa vào tam giác tổng trở thì ta thấy rằng là từ cái biểu thức này đó, x y bình phương thì từ tam giác tổng trở vừa rồi chúng ta học cái bài trước ấy, chúng ta thấy là cái thằng x này ta xác định được z gì sin phi đó, thay vào đây thôi. Và tương tự người ta tách cái thằng gì ấy, một thằng y ở đây ra kết hợp thằng z này thì ta được thằng u, và thằng y này giữ nguyên, vậy ta được là q bằng x y bình phương hay bằng u sin phi. Đó, u sin phi. Thế thì chúng ta lưu ý là cái thằng q này, thằng p ấy, thì không bao giờ âm nhé, chúng ta chú ý p thì không bao giờ âm, nhưng q thì có thể âm hoặc là dương, đúng không? Trong trường hợp mà nếu như là thằng phi lớn không thì đương nhiên là sin phi dương rồi, đúng không? Mạch mang tính chất là cảm, q lớn không đó, mạch có tính chất cảm thì là q lớn không, và ngược lại mạch có tính chất dung thì q nhỏ hơn không, chú ý như thế. Đó. Vậy thực chất ở chỗ này chúng ta có thể khai triển thêm một chút xíu nữa là q này, này bằng x l y bình phương này thì x chính bằng gì, x l trừ xc nhân y bình nhân tung ra thì bằng x l nhân y bình trừ đi xc nhân y bình, hay ở đây chúng ta có thể nói là ql trừ qc đó. Thì này khả năng chúng ta sẽ là gì, chúng ta sẽ thấy ngay nó gì, nó có thể dương hoặc âm. Đây chúng ta từ đây là xl, x bằng xn trừ xc đúng không, x này xn mà lớn xc thì đương nhiên thằng q này dương đúng không, y bình thì luôn luôn không bao giờ không âm rồi đúng không nhỉ, thì thằng này dương. XL mà lớn XC là Q dương. Q dương XN lớn XC thì người ta thấy mạch có tính chất gì? Cảm. XN nhỏ XC thì Q này âm. Và mạch có tính chất gì? Dung. Như vậy. Đó. Đấy, toán học chúng ta sẽ thấy rất là rõ. Ok chưa? Đấy. Ta lưu ý cách xác định Q. Rồi. Và theo định luật bảo toàn năng lượng thì ta có tổng công suất tác dụng và phản kháng phát, tức là tổng công suất tác dụng và công suất phản kháng phát bằng tổng công suất tác dụng và công suất phản kháng thu. Nghĩa là chúng ta thấy hai cái thằng này tổng này, tổng sigma P phát bằng tổng sigma P thu và tổng sigma Q phát bằng tổng sigma Q thu trên một cái nhánh hoặc cái mạch. Ta lưu ý như vậy. Đó. Các phần thứ ba là công suất biểu kiến S. Công suất biểu kiến S. Công suất biểu kiến S hay còn gọi là công suất toàn phần. Đấy. Được xác định bằng biểu thức là U nhân Y. U đây là U hiệu dụng và Y là Y hiệu dụng. Như vậy. Và ký hiệu là S. Vậy thì S sẽ bằng U nhân Y và đơn vị nó đúng đơn vị của U và Y. Đơn vị U là vôn, đơn vị của Y là ampere, vậy đơn vị nó là vôn ampere. Đó, như vậy công suất biểu kiến S. Các phần 4 là quan hệ giữa các loại công suất P, Q, S. Quan hệ giữa các loại công suất P, Q và S trong nhánh. Thứ nhất là Q chúng ta bằng UI sin phi hay là bằng S sin phi. Chúng ta UI là bằng S mà. Hoặc là P thì bằng UI cos phi hay bằng S cos phi. Nên ta thực hiện bình phương lên. Ví dụ như Q bình thì bằng S bình sin bình phi. P bình thì bằng S bình cos bình phi. Và thực hiện cộng vế thì ta được như sau. Đó. P bình cộng Q bình thì bằng S bình. Đây chúng ta thấy từ đây nhá. Từ đây này.
ta thấy là quy này ta bình phương lên, quy bình thì bằng s bình nhân với sin bình, đúng không? P bình thì bằng s bình nhân với được chưa? Và cộng với vế thì ta được p bình phi bình s bình ra ngoài, đang còn sin bình phi với cột bình, và thằng này bằng mấy? Bằng một đó, thì nó ra thằng này. Ok, đấy, lưu ý như vậy cách chúng ta triển khai để suy ra, và từ đấy người ta khai căn ra thì ta được s bằng căn bằng hai của p bình cộng q bình. Đó, căn bằng hai của p bình q bình s là như vậy. Ở đây người ta có thể biểu diễn bốn lượng PQ S và phi bằng một tam giác vuông, gọi là tam giác công suất như thầy nói ở cái bài trước đó. P, Q, S và phi đây là tam giác gì? Công suất. Nó đồng dạng với gì? Tam giác tổng trở thông qua một cái tỷ số của chúng ta chính là bằng y bình phương. Đó. Ta S này nó chính là bằng z nhân với y bình. Sao có thể nói z y bình thì bởi vì sao? S bằng u nhân y mà. S này bằng u nhân với y, đúng không? U thì bằng z nhân với y. Nhân y là y bình. Đó, thì s sẽ bằng z nhân y bình. Đó. Thế còn p thì có phải là bằng r nhân với y bình phương không? Q thì bằng x nhân y bình phương. Chúng ta thấy là hai cái thằng này tương đương nhau thông qua một cái tỷ số là y bình như vậy. Hay tỷ số đây gọi là tỷ số đồng dạng y bình phương. Lưu ý chưa? Hai tam giác là đồng dạng với nhau và nó cũng đồng dạng với gì? Cái tam giác điện áp. Tam giác điện áp. Ok, thì đây là quan hệ giữa các loại công suất là như vậy.